mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bitcoin Việt Nam. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách săn airdrop với một dự án ở trong hệ sinh thái của Solana. Và sau hàng loạt những cái đợt airdrop nghìn đô đến từ hệ sinh thái này như là Phi Network, Zito Network và gần đây nhất là Jupiter, thì đâu sẽ là cái dự án tiếp theo tiềm năng cho anh em để săn airdrop ở trên hệ sinh thái này? Thì mình sẽ giới thiệu với anh em về dự án là Backpack Exchange. Thì đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu về Backpack Exchange là gì. Thì Backpack Exchange là một sàn giao dịch tập trung được xây dựng dành riêng cho Solana. Và hiện tại thì Backpack Exchange chỉ hỗ trợ cho những cái cặp token ở trên hệ sinh thái này. Và đứng sau Backpack Exchange là đội ngũ của Backpack với các sản phẩm khác như là Backpack Wallet. Và nổi tiếng nhất là bộ sưu tập NFT Matlab. Thì đây là bộ sưu tập NFT Blue Chip ở trên Solana với cái giá floor hiện tại là 186 son, tương đương với hơn là 19.000 đô. Và sau khi mà cho ra mắt cái pre-season vào ngày 13 tháng 2 thì khối lượng giao dịch ở trên Backpack đã có cái sự tăng trưởng ấn tượng. Và vào ngày 18 tháng 2 thì Backpack Exchange đã ghi nhận đạt mức cái volume trong 24 giờ lên tới là hơn 1 tỷ đô. Và về nhà đầu tư thì đứng sau Backpack là đội ngũ phát triển của Matlab và có tên là Coral. Và Coral thì đã kêu gọi được hơn 20 triệu đô trong vòng gọi vốn chiến lược với sự dẫn đầu từ FTX và Jam Capital. Ngoài ra thì còn một số những cái quỹ đầu tư lớn khác như là Manticoin, K5 Global. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách săn airdrop ở trên cái nền tảng này nha. Đầu tiên thì mọi người sẽ truy cập vào trong cái nền tảng của Backpack, đường link mình sẽ để dưới phần mô tả. Tiếp theo thì mọi người sẽ cần đi tạo cái account ở trên Backpack bằng cách là nhập email và mật khẩu, sau đó thì ấn sign up. Còn nếu mà ai đã có tài khoản rồi thì mọi người sẽ ấn login. Tiếp theo thì mọi người sẽ cần phải check cái mail mọi người vừa đăng nhập, mọi người vừa đăng ký và xác nhận ở trên cái mail đó. Nếu mà là cá nhân ấy, thì mọi người sẽ chọn individual, còn nếu là tổ chức thì mọi người chọn business, thì ở đây mình sẽ chọn là individual nha. Ở đây mọi người sẽ cần phải nhập cái quốc tịch, điền một số những cái thông tin cá nhân để verify cái tài khoản này. Tiếp theo thì mọi người sẽ cần phải chuẩn bị một số những cái giấy tờ để KYC ở trên nền tảng của Backpack. Thì ở đây mình sẽ thực hiện KYC bằng căn cước công dân. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể là KYC bằng passport này và giấy tờ và bằng lái xe. Nếu mà sử dụng điện thoại ấy, thì mọi người sẽ chụp ảnh trực tiếp ở trên điện thoại. Còn nếu mà mọi người đang thực hiện bằng máy tính thì mọi người sẽ chụp cái ảnh giấy tờ của mình lên và tải lên máy tính. Sau đó thì upload lên trên nền tảng. Sau khi mà cung cấp đầy đủ những cái hình ảnh và giấy tờ thì mọi người sẽ chờ một lát để Backpack có thể là KYC tài khoản của mình. Mình thấy cái bước KYC này khá là nhanh, sẽ mất khoảng 5 đến 10 giây thôi. Vậy là mình đã KYC xong, thì sau đó mọi người sẽ click vào cái nút là Start Trading để bắt đầu thực hiện giao dịch ở trên nền tảng của Backpack. Thì đây chính là cái nền tảng giao dịch của Backpack. Đầu tiên khi mà muốn giao dịch ở trên Backpack thì mọi người sẽ cần phải nạp tài sản vào trong cái nền tảng này. Thì mọi người sẽ click vào cái nút là Deposit ở góc trên màn hình. Và sau đó thì mọi người sẽ cần phải nạp những cái tài sản
thông qua mạng Solana, thì ở đây mình sẽ nạp USDC thông qua qua mạng Solana nhé. Vậy là mình đã nạp test được 5 USDC vào trong nền tảng của Backpack. Tiếp theo thì mọi người sẽ chuyển sang cái mục là Trade để tiến hành giao dịch ở trên nền tảng này. Ở đây thì mình cũng sẽ chọn luôn là cặp Son USDC để trade để cho nó có cái thanh khoản tốt nhất ấy. Còn ngoài ra thì dự án cũng sẽ hỗ trợ những cặp khác ở trên hệ sinh thái của Solana. Tiếp theo thì mình sẽ đi nhập cái giá của Son mà mình muốn mua bằng USDC, và ở đây thì mình sẽ thực hiện bằng cái lệnh limit để đỡ tốn phí giao dịch nha. Và sau đó thì mọi người sẽ click vào cái nút buy. Khi mà nhìn thấy ở cái phần là open orders đã hiện lên cái lệnh thì chứng tỏ là cái lệnh của mình đã được đặt mua. Và nếu mà khớp thì cái lệnh đấy nó sẽ chuyển sang cái mục là trade history. Đó, vậy là cái lệnh của mình nó đã được khớp và mình đã mua thành công Son. Thì đây là những cái bước để thực hiện giao dịch ở trên Backpack. Tiếp theo thì mọi người sẽ click vào cái mục là drop ở trên, và hiện tại thì đang có cái chương trình là referral, thì ở đây mình sẽ share cái link referral của mình cho những người khác và mời họ tham gia vào trong nền tảng của Backpack. Khi mà bạn mời thành công một người tham gia thì bạn sẽ được nhận 30% từ cái phí giao dịch của họ. Ngoài ra thì sẽ có một số những cái lưu ý khi mà thực hiện trade ở trên Backpack, mình sẽ nốt lại để cho mọi người có thể là nắm rõ nha. Đầu tiên là khi mọi người trade bằng cặp USDC, USDT thì sẽ không được tính volume. Thứ hai là sàn sẽ chỉ hỗ trợ nạp mạng Solana, nên là mọi người sẽ cần hết sức lưu ý khi mà deposit tài sản vào trong nền tảng. Và mọi người cũng có thể nạp rút Son USDC từ các cái sàn như là Binance, KuCoin, OKEx, mạng Son về địa chỉ nạp của Backpack. Và thứ ba thì khi mà mua bán các cặp, mọi người nên mua bán các cái cặp tạo vol càng cao thì sẽ càng có cơ hội nhận được airdrop lớn, và tốt nhất thì nên đạt tối thiểu là 100.000 volume giao dịch, và chi phí thì sẽ dao động ở trong khoảng là 100 đô. Và cuối cùng thì nên trade bằng cái lệnh limit để tiết kiệm cái phí giao dịch nha. Thì trên đây là tất cả những cái hướng dẫn của mình khi mà săn airdrop với Backpack. Hy vọng mọi người sẽ thực hiện và nhận được airdrop từ dự án. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Và đừng quên ủng hộ Bitcoin bằng một nút like và nút subscribe nha.